Chào mừng các em đã đến với tiết học âm nhạc ngày hôm nay. Hôm nay cô sẽ giới thiệu cho các em một bài hát mới. Các em có thích hát không nào? Vậy thì bây giờ chúng ta hãy sẵn sàng để đến với tiết học ngày hôm nay nhé. Trước khi vào bài hát, cô mời các em chúng ta hãy cùng quan sát trên màn hình và cho cô biết những loại quả trên tên là gì nhé. Đây là quả gì các em? Đây là quả khế. Các em đã trả lời chính xác. Xin chúc mừng các em. Còn đây là quả gì? Đúng rồi, đó là quả trứng. Một tràng vỗ tay để khen ngợi các em. Và hai loại quả này cũng có liên quan đến một bài hát mà hôm nay cô muốn giới thiệu đến các em. Đó là bài quả Nhạc và lời của nhạc sĩ Xanh Xanh. Bây giờ cô mời các em cùng lắng nghe giai điệu của bài hát này nhé. Quả gì mà chua chua thế? Xin thưa rằng quả khế, ăn vào thì chắc là chua. Vâng vâng, chua thì để nấu canh chua. Quả gì mà da cứng cứng? Xin thưa rằng quả trứng, ăn vào thì nó làm sao? Không sao, ăn vào người sẽ thêm cao. Trước khi đến với phần học hát từng câu, cô mời các em hãy cùng quan sát trên màn hình. Đây là mẫu âm để chúng ta sẽ khởi động giọng, để giọng hát của chúng ta sẽ thật khỏe và đầy hơi để chúng ta vào phần học hát nhé. Các em nghe cô hát mẫu lần thứ nhất, sau đó cả lớp chúng ta sẽ cùng hát theo. Mi 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 ma 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 ma. Rồi cô lưu ý các bạn, khi chúng ta khởi động giọng thì các bạn phải ngồi thẳng lưng, ở tư thế thẳng lưng, và để hơi của chúng ta có thể thoát ra và giọng hát của chúng ta sẽ rõ hơn, đầy hơi hơn và hát hay hơn. Bây giờ các bạn hãy cùng hát với cô nhé. 2 3. Mi 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 ma 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 ma. Một lần nữa. 2 3. Mi 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 ma 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 ma. Rồi bây giờ chúng ta đến với phần đọc lời ca theo tiết tấu. Bài hát này có 2 lời. Bây giờ chúng ta sẽ đọc từng câu. Các bạn lắng nghe cô đọc mẫu và sau đó chúng ta lặp lại. Quả gì mà ngon ngon thế? Xin thưa rằng quả khế. Mời các em cùng lặp lại. 2 3. Quả gì mà ngon ngon thế? Xin thưa rằng quả khế. Rồi chúng ta cùng đọc câu tiếp theo. Ăn vào thì chắc là chua. Vân vân, chua thì để nấu canh chua. Mời các em cùng đọc. 2 3. Ăn vào thì chắc là chua. Vân vân, chua thì để nấu canh chua. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng đọc hết lời 1. 2 3. Quả gì mà ngon ngon thế? Xin thưa rằng quả khế. Ăn vào thì chắc là chua. Vân vân, chua thì để nấu canh chua. Và tương tự như vậy, mời các em cùng đọc theo cô lời 2 nhé. Quả gì 2 3. Quả gì mà da cứng cứng? Xin thưa rằng quả trứng. Ăn vào thì nó làm sao? Không sao, ăn vào người sẽ thêm cao. Và bây giờ các em hãy nghe cô hát mẫu câu đầu tiên và chúng ta sẽ bắt đầu tập từng câu nhé. Quả gì mà ngon ngon thế? Xin thưa rằng quả khế. Ăn vào thì chắc là chua. Vâng vâng, chua thì để nấu canh chua. Cô mời các bạn chúng ta cùng hát lại theo cô lời 1 nha.
hai ba. Quà gì mà ngon ngon thế, xin thưa rằng quà khế. Ăn vào thì chắc là chua, vâng vâng, chua thì để nấu canh chua. Rồi cô mời các em hát lời hai cùng với cô. Quà gì mà da cưng cưng, xin thưa rằng quà trứng. Ăn vào thì nó làm sao, không sao, ăn vào người sẽ thêm cao. Bây giờ chúng ta cùng ráp lời bài hát với giai điệu nha. Vừa rồi chúng ta đã học xong giai điệu của bài hát quả. Bây giờ cô sẽ giới thiệu với các em một hình thức hát, đó là hình thức hát đối đáp. Các em hãy cùng quan sát trên màn hình. Dòng chữ màu đỏ là cô sẽ hát trước. Dòng chữ màu xanh là dòng chữ các em sẽ hát. Như vậy chúng ta sẽ hát như vậy cho đến hết bài. Đó là hình thức hát đối đáp. Bây giờ cô và các em sẽ cùng nghe nhạc và hát nha. Quà gì mà ngon ngon thế, ăn vào thì chắc là chua. Quà gì mà da cứng cứng, ăn vào thì nó làm sao. Bây giờ các em có muốn chơi trò chơi với cô không? Cô sẽ giới thiệu với các em một trò chơi, đó là trò chơi hát theo nguyên âm. Thay vì chúng ta hát lời bài hát thì các em sẽ hát với các nguyên âm như là nguyên âm A, nguyên âm O, nguyên âm U và nguyên âm Y. Bây giờ cô sẽ hát mẫu cho các em nghe nhé. A a a a a a o o o o o u u u u u u i i i i i i i i. Rất dễ phải không nào? Bây giờ cô mời các em cùng lắng nghe giai điệu và hát nha. Chúng ta đã vừa học xong giai điệu của bài hát quả. Bây giờ cô có một vài câu hỏi, các bạn hãy cùng trả lời với cô để ôn lại nội dung bài hát ngày hôm nay nhé. Các em hãy cho cô biết tên bài hát và tên tác giả chúng ta vừa học. Đúng rồi, đó chính là bài hát quả, nhạc và lời của nhạc sĩ Xanh Xanh. Em hãy kể tên hai loại quả có trong bài hát trên. Đó là quả khế và quả trứng. Dựa vào lời bài hát, em hãy cho biết lợi của việc ăn trứng.
đó là trứng khi chúng ta ăn sẽ giúp chúng ta thêm cao lớn. Ngoài hai loại quả trên, còn có rất nhiều loại trái cây mà cô sẽ cho các em cùng chơi trò chơi để chúng ta đoán tên trái cây này nhé. Cô ở đây cô có 4 loại trái cây. Các em hãy cho cô biết đây là trái gì nè. Đúng rồi, đây là trái vải thiều. Còn đây, đây là trái mít, một loại trái chúng ta thường rất hay ăn, đó là quả dưa hấu. Còn đây, đây là quả cam. Các em đã trả lời đúng rồi. Các em biết không, trái cây là một trong những loại thực phẩm cung cấp rất nhiều vitamin và khoáng chất. Vì vậy các em hãy ăn trái cây mỗi ngày để tăng cường sức khỏe nha. Tiết học của chúng ta hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã tham gia tiết học. Ở nhà các em hãy học thuộc lòng giai điệu và lời bài hát này và hát cho ông bà và ba mẹ của mình nghe nhé. Trước khi chào tạm biệt các em, cô mời các em hãy cùng hát lại giai điệu của bài hát quả một lần nữa nha.